Bên shop nhạc cụ Roland Thiên Tài của mình có nhận đặt làm những sản phẩm hộp điện công nghiệp như thế này cho anh chị em đi show nha, hoặc là chúng ta có thể dùng tại nhà. Thì đây là một ổ đôi, đây là một ổ điện mình tự làm, đây là một ổ đôi. Còn theo nhu cầu của anh chị là có thể là làm một nửa của cái hộp này, hoặc là chúng ta có thể làm một ổ đôi như thế này. Thì những sản phẩm này phù hợp với lại anh chị em chúng ta đi show nha. Thì những ổ điện công nghiệp như thế này bên bên Tài sẽ làm theo yêu cầu của anh chị khách hàng xa gần nha. Đây là phần dây mát, chúng ta có thể đi mát xuống đất hoặc là không nha. Đây là phần ra điện chính. Bên Tài có nhận làm những sản phẩm ổ điện công nghiệp cho anh chị em chuyên đi show. Đây là dòng ổ điện chịu nhiệt rất là tốt với những anh chị em đi show nha. Đây là ổ điện bên shop vừa hoàn thành, anh chị em chúng ta cùng xem. Đây là ổ điện bên shop tự làm nha anh chị. Này chúng ta cắm những cái chân tròn, chúng ta cắm xuống đây, và đây có kèm theo là ổ nổi, ở đây là ổ chìm, đây là ba nổi bốn chìm, đây là cầu dao chống giật. Nếu như anh chị em có những anh chị em làm ở bên âm thanh hoặc là họ gia đình chúng ta có nhu cầu sử dụng những ổ điện xịn như thế này, inbox cho bên em. Bên em làm rất là tinh tế và đẹp. Ổ điện như thế này nó chịu nhiệt rất là tốt nha anh chị nha. Khó mà để hư và khó mà để teo ổ điện như thế này. Và những ổ điện như thế này á, thì nó có mát cho chúng ta, khi chúng ta sử dụng âm thanh thì nó sẽ được bền hơn. Hoặc là chúng ta sử dụng tủ lạnh, nói chung là những thiết bị mà có mát thì chúng ta nên sử dụng những ổ như thế này. Vì những ổ như thế này nó sẽ có tiếp mát cho chúng ta. Khi tủ lạnh của chúng ta mua về á, hoặc là bên dàn âm thanh á, là nó đều có mát hết á, mà chẳng qua là chúng ta không câu thôi nha anh chị. Thời gian mà chúng ta sử dụng để chúng ta cắm mát á, thì nó sẽ là nó bền hơn là chúng ta không cắm mát. Thì mát có cắm mát hay không cắm mát thì cũng không quan trọng, nhưng mà nhà sản xuất người ta đã làm ra một thiết bị nào đó có dùng mát thì chúng ta nên sử dụng mát để cho thiết bị được bền hơn. Và khi ví dụ như bên âm thanh thì chúng ta cắm mát, thì khi chúng ta sử dụng vào trời mưa, thì khi chúng ta đụng vào bên dàn âm thanh, chúng ta lỡ đụng vào miếng sắt nào đó của bên dàn âm thanh, hoặc là đụng vào cục đẩy, cục men á, thì nó sẽ không bị giật nha anh chị nha. Thiết bị âm thanh thì rất là cần mát, vì có mát vào phần âm thanh nó sẽ được đỡ nhiễu và đỡ ù hơn. Cũng như là có tiếp mát thì nó sẽ tốt hơn là không tiếp mát. Đây là ổ điện bên shop vừa hoàn thành, ổ điện công nghiệp bên shop tự làm nha anh chị. Đây đây là cái đồ nghề để bên shop hoàn thành được những ổ điện như thế này.